Rồi em xin chào cả nhà. Nay mình đi thăm bẫy chuột nó cả nhà ơi. Giờ mới vừa tới điểm à. Giờ cả nhà thêm trải nghiệm luôn cả nhà, vô cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Với cả nhà coi video có hay á cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh cả nhà, ủng hộ kênh em cả nhà. Đăng ra video nhiều hay hơn cả nhà ơi. Em thấy sụp cần kèm không biết dính không? Đây, dính một con ghìa nè, hai con ghìa, một con ra. Một con à, để nó vô hai con luôn chứ. Rồi, cái đầu tiên nha cái anh em, chào bá luôn. Có đặt không ta? Như một kì đây. Ồ, cái này không dính này. Đây là đây. Một con chuột cơm nữa. Đây. Chính là đây. Đó. Một cầu lụ luôn. Cái này không dính này. Thôi dừng luôn cả nhà ơi. Tới điểm luôn cả nhà ơi. Đây là đầy dính rồi nè. Con chuột con trà bá luôn. Ừ, nó nặng. Trà bá luôn. Tới điểm luôn cả nhà. Đây dính được con rồi nè. Chờ bá luôn. Kìa, cái đó không dính nè. Đẹp làm con chuột cơm. Mấy ngày nay em đi thất thu quá cả nhà ơi. Chỉ dính là có mười mấy con. Con chà bá luôn. Đây đây dính rồi nè. Con này cũng bự quá. Đi hết rồi. Đang dừng luôn cả nhà hết rồi. Rồi tới điểm luôn cả nhà ơi. Nãy giờ đi xa quá. Đây dính là con chuột cơm, chà bá luôn. Đây 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 dính nè. Dính như con chuột cơm chào á luôn. Đó cả nhà thấy nó ngồi không? Quá dữ. Trời ơi nó mập. Đây đây.
Đêm còn chục con nữa, chạy đi đâu chọc hỏi. Dính nữa rồi, cả nhà. Quá đã luôn anh em ơi. Ôi, chà bá luôn. Ở đây còn cái cuối luôn. Giờ qua bên kia thăm một dải nữa. Đây, chục con bự hết nó luôn. Trời ơi, khủng khiếp, một chục con bự. Giờ em dừng luôn. Con quá bự. Tới điểm rồi cả nhà ơi. Đây, kiến vàng quá trời luôn. Đây, sụp nè. Con gì đây? Con chuột cơm. Kiến vàng. Kiến vàng đâu rồi? Quá trời kiến vàng vậy. Kiến vàng dưới dính được kìa, một kiến vàng quá. Đây, chắc để kiến vàng. Ngoài này mua kiến vàng á cả nhà, quá luôn. Đó, cái nhà đấy nó ngồi không? Mà này kiến vàng quá. Nó làm cái cây cột móc mà được. Đó. Quá phơi anh em ơi. Đây đây đây. Một cục luôn. Trời ơi. Đã làm sao. À, tới điểm luôn cả nha. Điểm này điểm cuối rồi. Mình làm tổng quả luôn. Đây con chuột cơm kẹt đuôi, chập vá luôn. Con này bự á. Chập vá luôn, con nặng nén nó ngọc. Quá phơi. Trong đây em đặt có 5 cái à. Mày đã dính hết 5 con. Đây. Quá luôn. Kẹp đuôi. Đó. Em. Té luôn. Cái này không dính nè. Đây, gần con đi. Đó. Kẹp đuôi.
sạch quá luôn. Đang còn mấy cái nữa. Hạt điểm này. Dòng. Cái này thấy chết rồi. Còn cái cuối này em ơi. Còn dính luôn. Rồi dừng luôn anh em ơi. Dòng tấm luôn quả luôn cả nhà ơi. Nay đi được có nhiêu đây à? Trời ơi, con bự bự không à? Đó. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 con à. Nè, tổng quả được 21 con nha cả nhà. Với cả nhà thấy video có hay cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh cả nhà. Giờ em tranh thủ làm gì à? Hẹn cả nhà video ngày mai cả nhà. Bye bye cả nhà.